Dạ, tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha Hôm nay là Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2024 Em mến chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, sức khỏe, bình an Và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình ha Quay trở lại với cái video này, em xin phép chia sẻ và cập nhật một vài thông tin Đang chú ý gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình vào tối hôm nay Cả nhà mình cũng biết rồi, ngày 14 tháng 11 Hồng Loan chạm mặt mẹ con nhà Gia tại tòa án thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm đó thì cô chú anh chị mình cũng khá là biết rõ tình hình nó như thế nào rồi đúng không cả nhà nhưng khi về tới nhà thì mẹ con nhà gia và cũng như là những youtube bẩn ở bên kia lên gào thét và cũng như là sủa tỏ vẻ ta đây à, giống như là hay lắm như cô chú chị coi như là thắng rồi vậy á nhưng mà nào ngờ đâu hồng loan lại tìm thấy được một cái tờ giấy mà cái tờ giấy đó hàng gọi làm nó có giá trị hàng trăm tỷ luôn của cô chú anh chị đó à, cả nhà mình thấy không ạ nhưng con ghe nó vẫn không chấp nhận sự thật con ghe nó cho rằng nó lên cân sản rồi cả nhà nó cho rằng cái tờ giấy đó là một cái báo vật gì của cậu năm mà cái đó là cái giấy trừ đích nó à, cái giấy trừ đích và cái giấy chứng nhận tâm thần trời ơi cô chú anh chị ơi, mình thấy không ạ con ghe nó nói nó nói như vậy cô chú anh chị bây giờ là em nghĩ là nó đang bị um, thần kinh nó có vấn đề rồi mẹ con nó hết thuốc chữa rồi cả nhà và bên cạnh đó đó cô chú anh chị mình biết không ạ nó kêu đó, nó thách thức cộng đồng mạng nó thách thức cộng đồng mạng lợi nhà nó để làm gì cô chú anh chị để nó à, kêu ba nó ra để cho mọi người biết tại vì à, bây giờ làm mẹ thì họ giỏ mà con thì họ lê mà còn cha thì họ gì thì cô chú anh chị mình cũng hiểu rồi đúng không cả nhà bây giờ hôm trước thì em cũng nhờ người tử cung đi tìm cha dùm cho con ve nhưng tới giờ phút này thì vẫn chưa tìm thấy được à, em chưa thấy người tử cung nó thông báo nhưng mà con ve nó đã lên tiếng rồi con ve nó đấy ai mà muốn biết á, thì cứ lợ nhà nó cứ đến nhà nó mà nó, nó cho biết cha nó là ai đó à, nó đã lên cơn sản rồi cả nhà ơi bắt đầu là bây giờ nó sẽ đem cha nó ra để nó chứng minh ha nhưng mà cô chú anh chị mình biết không hả? nó nói cộng đồng mạng á nó nói mọi người á chỉ là giỏi uh, giỏi nói trên mạng không có dám làm gì hết đó con ve này á là một cái con mà em phải nói rằng là cái mỏ nó chỉ là lúc lúc má nó đẻ ra cái mỏ nó đi trước cả nhà nó sủa thì hay chứ nó khi mà nó ngoài cuộc sống cái ngoài cái cuộc sống đời thường á, thì nó im ra nó cụp đuôi của chú anh chị cả nhà mình cũng thấy rồi cái ngày mà ra tòa đó mẹ con nhà ve có đâu có dám xuống xe đâu chạy xe thẳng vô tòa án thành phố hồ chí minh luôn chạy thẳng vô trong luôn rồi lúc mà xong tòa án giải quyết xong xuôi hòa giải rồi này kia nọ đổi của chú anh chị thì bắt đầu á, là cũng lên xe từ trong tòa chạy ra ngoài có dám bước xuống hiên ngang giống như hồng loan đâu có dám đi nhẫn nhơ như hồng loan đi qua ngoài đường như vậy đâu đó thì bắt đầu á, lên nó lên nó chửi. Nó chửi à, phía bên Hồng Loan phía những người mà phía ở đứng ở ngoài yêu thương ủng hộ Hồng Loan đó thì nó gọi là bày đàn. à, cô chú anh chị mình thấy không ạ? À? Nó gọi là bày đàn. Vậy thì à vậy thì những người mà ủng hộ với nó, những người sủa với nó vậy là bày gì? Có phải bày đàn hay không? Bên nó cũng có một mớ cả nhà, một mớ YouTube bẩn, một mớ người đi sủa, thuê sủa muốn đó. Vậy tụi nó có phải bày đàn hay không? Nó chửi người ta nhưng mà nó không xem lại mình nó không xem lại phía bên nó là gồm có những ai những người ở bên nó thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi có ai mà tóc đẹp có mặt ai mà được sáng láng đâu cô chú anh chị toàn là những cái thứ nào là heo tây xanh nào là cà lâm nào là mặt thỏ mỏ dơi nào là cái gì cô chú anh chị trời ơi nấng bình dương người ai đứt cóp đó à, rồi ai nữa người ghi ta mà ghi ta là với cái tội gì hấp diêm được cô chú anh chị tử cung trời ơi cô chú anh chị toàn là thứ là tào lao xong biết đau gì không à đặc biệt là có ai cả nhà chùm lai chùm nè chùm lần le le và hay hết cứ hai cả nhà thứ hai mà người gọi là người sao hàng a hạng gì đó <laughs> mà gọi là tự hào với lại cái huy chương đó trời ơi cô chú anh chị mình thấy mà nó lên nó ra rã và nó cũng như là nó chửi ha nó tấn công hồng loan đủ mọi mặt trận hết trơn á và dạo gần đây á thì mấy ngày hôm nay thì vụ um, việc sao kê được bắt đầu hay cả nhà vụ việc sao kê bắt đầu thì phía bên con dê nó sẽ à, à, tung những cái chiêu, bắt đầu nó lên nó gào thét, nó cho rằng á là nó không sợ, à, nó không sợ ta không sợ ta không sợ cái kiểu của chú anh chị, nó cho rằng nó không sợ, nhưng mà cả nhà mình mình nên nhớ nha, xong cái vụ là tài sản xong là tới vụ sau kê sau cây là phải rõ ràng phải minh bạch, bởi vậy thì em mới uh, có những cái video em mới có chia sẻ với cô chú anh chị mình đó là những ai có những chứng cứ như là những cái uh, chuyển khoản đó cả nhà những cái lệnh đó những chuyển khoản đó còn những cái biên lai like chuyển khoản đó thì cô chú anh chị mình cứ xô lên và cũng như là là có chứng cứ những có video mà mẹ con nhà ve cũng như ông sạc răng à, sạc răng và ông uh, cô test vợ chồng của cô test đó có kêu gọi quyên góp xây mộ hay là kêu gọi để thầu đám tang đó thì cô chú anh chị mình chia sẻ mạnh mẽ lên để phía bên hồng loan hồng ni thu thập chứng cứ kỳ này thì con ve nó có lẽ là nó đi hơi xa nha quý cô chú anh chị chứ không phải là nhẫn nhơ ngoài phòng pháp luật nữa đâu tại vì cái kiểu mà gọi là ăn trên ăn trên xác của người ta ăn trên xác của cậu đó cả nhà nó thương á mẹ con nhà nó cho rằng rất là thương cậu rất là quý anh nó vậy mà cô chú anh chị mình thấy không ạ à, cái bàn thờ đó thì đem qua con nhà, nhà con nhỏ ưu sinh à, đem qua bên đó để thờ còn trong khi mình ở nhà thuê nhà mướn nhà gì cũng được miễn sao mình có một cái căn nhà thì mình có lớn ở nhà mình to thì mình thờ cái bàn thờ to to mình làm cho nó to to còn mình có nhà mình nhỏ thì mình thờ nhỏ nhỏ đó là tấm lòng của mình đâu có gì đâu mà phải gọi là đem đem anh của mình đem cậu của mình đem qua cho con ô xin nó thờ mà trong khi con ô xin nó không có là cái gì hết nó chỉ là một đứa ô xin nó chỉ là một lứa gọi là đơn giản là nôm na là quản lý thôi cô chú chị mà nói cái tiếng gọi là Âu xin đó mà tiếng khó nghe chút xíu nữa gọi là ở đợ đó nó đem qua bên đó là thờ còn trong khi mẹ nó bảo là thương anh nó lắm à mẹ của, của con da đó gọi là thương anh lắm nhưng mà không có thờ. Còn nó thì nó kêu bằng cậu, nó cũng thương lắm. À cậu hồi xưa mà lúc cậu còn sống đó, à cậu mà lúc nào cũng vậy, cái tên da là đứng đầu. À tên da là đứng đầu. Cậu cho con da căn nhà, cậu cho con da mảnh đất gì đó. À cậu nói rồi cái con da nó ghi âm lại đó. Thương dữ lắm cô chú anh chị, quý dữ lắm. Nhưng mà con da nó không có thờ. <laughs> nhà nó nó không có thờ cô chú anh chị. Nó đem qua gì gỡ nhà của con nhỏ o xin cuối cùng á, thì ông sạc răng cũng gọi là cũng bị khai khẩu cũng bị cố nghệ sĩ khai khẩu nha cả nhà khai khẩu em nhớ lần trước khai khẩu một lần rồi lần này thì hầu như là lần thứ hai thứ ba hay gì đó à, tiếp tục khai khẩu ông cho rằng á, là ô trước khi đi á, đã lấy hết rồi còn đâu nữa <laughs> thì bây giờ có có phải là người ta thường hay nói cái câu á, là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu không cả nhà cái câu đó ứng dụng trên con người của ông sạc răng À, quyên góp kêu gọi để có bộ răng đó Bây giờ về tranh thủ trả bộ răng cho người ta đi Chứ lớn rồi Có tuổi rồi Sắp gần đất xa trời Bây giờ ông sống chỉ gọi là Sống qua ngày chờ qua đời Thơm sạc răng ơi Ông gọi là nhờ có gọi là Bạn của mình nằm xuống Xong kêu gọi mới có được cái bộ răng Còn con xin thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi Lúc mà sinh thời á Đi làm quản lý đi uh, giúp cho có nghệ sĩ đó Thì cả nhà mình cũng biết Nó làm bao nhiêu là chuyện tào lao xâm mỹ đau ha và cũng như gây hại cho có nghệ sĩ cũng không ít à cũng quá đơn khống này kia nọ cũng không ít này cô chú anh chị ha đó rồi thêm cái cái kênh cái kênh mình nó lấy hình ảnh của có nghệ sĩ nó đăng lên nó bỏ túi riêng đó nữa, nữa cái kênh gì đó cô chú anh chị nó một cái kênh gì vũ linh gì đó thì cả nhà mình thấy không nó lấy là cái hình ảnh nó đăng lên đó thì nó cũng có một mớ nữa một hàng tháng nó cũng có một mớ nữa rồi lúc mà đi á thì ông sạc răng ông cũng đã khai rồi lúc mà đi thì con ô xin đó nó cũng đã đem đi hết rồi còn đâu nữa mà lấy <laughs> lại ông tôi ở vụ này chứng tỏ là con Oxin xin nó lấy hết rồi ha nào là cái này cái kia và thậm chí là cái huy chương ha cô chú anh chị mình ha cố gắng à, tìm tới con ô xin này để con ô xin nó ói ra cái huy chương cả nhà cái huy chương đó là cái huy chương rất là có giá trị đối với có nghệ sĩ và cũng như là giá trị tinh thần đó là giá trị kỷ niệm dành cho hồng loan con gái của có nghệ sĩ một món quà mà có nghệ sĩ để lại không ngờ uh, con ô xin thì nó lại đem đi theo à, và nó lấy thì ông sạch răng ông có khai khẩu ông nói rồi thì bây giờ cứ phong sát con ô xin là lòi ra cái <laughs> cái quy chương thôi của chú anh chị quá là như vậy phong sát con ô xin thì cứ lòi ra thôi đáng lẽ ra từ khoảng cũng khá là lâu cả gần cả năm cả năm hơn nữa cả nhà không ai nói đụng chạm gì tới con ô xin. vì con ô xin nó biết thân biết phận và nó biết ở mình ở một cái vị trí nào nên nó không có lên tiếng nó lên tiếng được thời gian rồi cuối cùng rồi nó cũng im lặng nên người ta cũng gọi là à, tạm quên lãng nó đi nhưng mà không ngờ à, bởi vì người ta nói là không sợ kẻ địch à, kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu à, ông sặc à, à, sạc răng ông lên tiếng và ông khai ra là con oxy lấy bây giờ thì con oxy bắt đầu bị phong sát ngay cả nhà đó à, phong sát mày đi tới đâu tao phong sát tới đó mày phải trả lại những cái gì thuộc về có nghệ sĩ thuộc có của có nghệ sĩ chức tức là quyền sở hữu và sử dụng nói chung tất cả những hình ảnh và những cái cái gì liên quan tới cố nghệ sĩ là bây giờ là thuộc về hồng loan con gái duy nhất của cố nghệ sĩ rồi hồi xin phải trả lại ha Đó, đúng rõ ràng là như vậy sạc răng đã có chia sẻ thì phải trả lại thôi đơn giản là như vậy nó bằng chứng là sạc răng đã nói rồi cả nhà <laughs> sạc răng này bị thay khẩu rồi cả nhà ơi mấy hôm rày không biết uh, con heo tay xanh nó chia cho uh, mẹ con nhà ve như thế nào rồi đúng không cô chú anh chị không biết chia như thế nào nữa từ cái ngày mà mẹ con nhà gia từ tòa án thành phố hồ chí minh về đó thì cái con heo tây xanh nó lên nó nói rằng á là hòa giải nó cho rằng á là mẹ con nhà gia à, không chịu hòa giải và cũng như là hồng loan không chịu hòa giải <laughs> cả nhà mình nghĩ đi ạ à. thì cái vấn đề ở đây á nó nói mà nó không có suy nghĩ của chú anh chị con heo tây xanh nó không có suy nghĩ nó nói là mẹ con nhà ve không chịu hòa giải trong khi mẹ con nhà ve là nguyên đơn là người đi kiện hồng loan là bị đơn thì làm sao mà mẹ con nhà gieo hòa giải được cả nhà đã đi kiện người ta mà không lẽ xuống nước sao đúng không cả nhà chỉ có bên hồng loan chịu hòa giải hay không thôi chắc chắn là không hòa giải rồi đúng không cả nhà làm sao mà hòa giải được mẹ con nhà gieo đi kiện à hồng loan á là nguyên đơn ở bh ở ngoài hà nội còn ở tòa án ở thành phố hồ chí minh là chính là đòi nhà cho ở nhờ chính là mẹ con nhà gia đi kiện hồng loan chứ hồng loan không có kiện nha cả nhà đó là tài sản của cha để lại thì hồng loan cứ gọi là hưởng thôi cơ quan chức năng người ta và pháp luật người ta cũng nói rồi miễn là con hợp pháp thôi đúng không cả nhà thì hưởng tài sản của có nghệ sĩ để lại hưởng tài sản của cha thôi chứ mắc mới gì mà phải gọi là mẹ con nhà gia đi đi kiện à, kiện ở đây thật sự em thấy một cái câu chuyện quá là vô lý từ trước giờ có một không hai và có một cái câu chuyện mà phía bên tụi bên kia nó luôn luôn à, muốn hồng loan gọi là lên bờ xuống ruộng nó phong sát hồng loan mọi lúc mọi nơi nào là pháp lý nào là kinh tế cả nhà và tiếp tục theo là cái kênh Vũ Linh Family vì sao mà nó lại phong sát chị Hồng Loan à, nó có nói như thế này nè à, tất cả mọi người á, là phía bên đó đó hãy vào cái kênh là Vũ Linh Family à, gọi là báo cáo nha nó như là con cần cần nó bảo bảo là Hồng Loan là con cần cần ăn trên xác của, của cha trời trời cô chú anh chị ơi cô chú anh chị mình thấy vô lý không ạ à? tự nhiên tôi mà có một cái hội nhóm có một số người mà đầu óc nó bị thiểu năng hay sao á đầu to mà óc nó giá nhỏ cơ quan chức năng người ta đã xác nhận hồng loan là con hợp pháp là được toàn quyền sử dụng hình ảnh và cũng như bất kỳ cái gì của có nghệ sĩ chính là ông hoàng hậu cải lương đó vũ linh đó thì được hồng loan được quyền sử dụng thì bây giờ hồng loan kết hợp với lại làm hợp đồng với lại bh media để tạo ra một cái kênh là phủ linh family để đăng tải những hình ảnh của cố nghệ sĩ và những cái gì có liên liên quan và dính líu với cố nghệ sĩ thì đăng tải trên đó và những ai mà sử dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ thì phải gỡ ngay lập tức không được dùng cái hình ảnh của cố nghệ sĩ nếu chưa được sự cho phép của hồng loan đó thì phía bên con da nó đang bị rén phía bên con oxy nó cũng đang bị rén phía thằng thứ hai cũng bị rén nói chung là tất cả những phía bên kia phải gỡ xuống không bị gỡ xuống thì sẽ bị gọi là chế tài của cơ quan chức năng và cũng như là chế tài của công ty à, liên kết với lại Hồng Loan đó là BH Media đó cả nhà mình còn nhớ ngày xưa cái con le le đó vợ của thằng thứ hai đó khi mà thằng thứ hai nó quay xe rồi á thì cái con le le nó lên trên mạng nó bảo rằng nó hạ cái họng nó rất là to nó cho rằng tất cả mọi người phải gỡ hình của thứ hai xuống không được để hình chồng của nó à, ai mà để hình chồng của nó nó sẽ gọi là lập vi bằng nó sẽ báo cáo nó sẽ đánh gậy nó đánh bản quyền cả nhà mình còn nhớ có con le, le nó nói không ạ à? nó cho rằng là hình ảnh của chồng nó là phía bên hồng loan tất cả mọi người ai đã ai mà đứng về hồng loan thì không được sử dụng hình ảnh thì bây giờ hồng loan đã cũng khẳng định lại một lần nữa hình của thứ hai chẳng có đẹp đẽ gì đâu à, ai đâu mà sử dụng chẳng qua là ngày xưa là thứ hai gọi đu bám theo hồng loan gọi là gọi là bú phem đó cô chú anh chị thì gọi là gọi là anh này anh kia thôi cho nó vui thôi đó khi mà anh quay xe thì anh cũng như là một cái cục xịt thôi chứ đâu có gì đâu mà vui vẻ đó thì để hình ảnh làm gì nữa thì bây giờ hồng loan nè hồng loan đã có hợp đồng với lại bh media rồi có một tất cả những uh, liên quan rồi nói chung là có toàn quyền sử dụng rồi phía bên con da à phía bên những trái sồi thúi và tất cả những youtube bản bên kia sử dụng hình ảnh của, của nghệ sĩ thì coi chừng à coi chừng đã cảnh báo trước rồi đó chứ ở đó mà đi phong sát nó kêu gọi nó phong sát hồng loan nó kêu gọi nó phong sát cái kênh vũ linh family của chú anh chị cả nhà mình thấy quá 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 xá là tào lao không cả nhà <laughs> còn một cái uh, câu chuyện này về thằng tử cung nè em nói cả nhà mình bây giờ em nhớ tới đâu em nói tới đó của chú anh chị thật sự quá nhiều thông tin để chia sẻ đến với cô chú anh chị mình đây nè vẫn đối với thằng tử cung nó ghi như, như vậy nè theo tôi nghĩ uh, giấy chứng nhận con nuôi lấy từ lục tủ nhưng làm theo hồ sơ con ruột để dễ hơn dùng phôi cũ giả mạo trời trời cô chú anh chị mình thấy không ạ cô chú anh chị mình thấy nó 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 bị não nó bị úng thủy không cô chú anh chị có ai mà đi gọi là con nuôi mà đi làm theo cái diện con ruột mà con ruột làm theo cái diện con nuôi không cả nhà có ai mà làm như vậy không cái thằng này nó bị bị sao á cô chú anh chị ơi nói chung á là bây giờ nó nói gì thì nó nói chúng ta cũng không cần quan tâm với cái thằng này đâu nó chẳng qua là nó dẫn dắt câu chuyện nó lùa gà thôi để nó kiếm tiền thôi từ cái câu chuyện mà mẹ con nhà ghe ra tòa từ ngày 14 tháng 11 vừa qua đó thì coi như là đã thua tắt tay rồi đã thua trắng rồi còn gì nữa đâu vào tòa thì không dám xuống xe mà ra tòa cũng không dám xuống xe để bước ra cổng nữa thì thử hỏi đi cô chú anh chị còn mặt mũi nào nhìn cộng đồng mạng còn mặt mũi nào nhìn với đời nữa đi ra ngoài mà tầng cuối mặt như vậy thôi trừ khi nào về nhà mới lên livestream nói này nói kia sủa này sủa kia những thằng youtube bẩn bên kia cũng vậy nữa có thằng nào mà bước giá bước lỡ to ở ủng hộ đâu ủng hộ mẹ con da đâu đúng không gọi là để mà gọi là ủng hộ bảo vệ hay là để cho có bạn có bè đó có đồng minh rồi đó có thằng nào dám bước xuống có thằng nào dám tới đâu toàn là ở nhà chờ thông tin à, coi những đường livestream của mấy anh em bên hồng loan coi những cái cái video của những anh em bên hồng loan thôi rồi xong bắt đầu nó nó soi bắt đầu nó soi nó soi nó tìm nó thấy nó cái này cái nọ bắt đầu nó nó lên nó móc rồi nó lên khẳng thái rằng là yêu cầu cơ quan chức năng hãy vào cuộc điều tra phía à, bên youtube bên đây là bị được thuê được mướn được chạy truyền thông với cái giá chỉ có 500 trăm ngàn một thằng cô chú anh chị mình nghĩ là thuê mướn gì mà nó rẻ như cả nhà nó rẻ còn hơn cá linh nữa cô chú anh chị cả nhà mình biết cá linh ký nhiều không mà nó rẻ quá trời rẻ luôn nghĩ sao mà đi thuê youtube một thằng có 500 ngàn để ra để quay cô chú anh chị ơi cái thằng đó, thằng đứng bình dương nè với thằng tử cung đó, nó bị cái não nó bị úng thủy rồi nó không có còn gọi là thông minh và cũng không còn minh mẫn nữa trong suốt mấy năm qua đó thì nó chỉ gọi là biết gọi là ăn tiền phía những cái tụi bên kia những cái người đứng sau đó bơm tiền cho nó nên nó đã quen cái thối. Đó, nên nó bụng ta suy ra bụng người à bụng ta suy ra bụng người rồi nên nó như vậy em khẳng định với cô chú anh chị mình luôn á đối với những ai thì em không biết tại vì em cũng không có hỏi được anh em youtube nhưng theo một cái quan điểm cá nhân của em em nhìn và em quan sát và chính bản thân của em thì khẳng định với cả nhà và khẳng định với cái tụi youtube dơ bên kia à, youtube bản bên kia tụi tao đi làm vì tiền tụi tao đi kiếm từ cái view à, tụi tao đi làm uh, youtube đó, đó là cái nghề gọi là cái nghề youtube tụi tao ha có bao nhiêu chúng tao không bấy nhiêu ta không có ai bơm tiền không ai mua chuột hết còn những cái đồng tiền như là 500 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn gì đó Đó là những của cô chú anh chị gần xa trong ngoài nước Thấy tụi tao yêu thương ủng hộ Hồng Loan thì thương tụi tao à, Cho tặng à, biếu, à, đậu xăng, ăn bánh, à, quà cáp gì đó Anh em nào hút thuốc thì hút, anh em nào hút thuốc thì uống nước nó Đơn giản vậy thôi nói Cô chú anh chị có đơn giản có vài trăm ngàn thì nghĩ sao mà mua chuột Cái kiểu như nó bụng ta, xì gà bụng người, ghét nó quen Thành thói quen ha, nên tụi nó cứ nói toàn là những cái thứ tàu lao xong mỹ đao đi ra dẫn dắt câu chuyện thôi của chú anh chị ở đây nè em có một cái bài viết của ông chú nè ông chú ông chia sẻ như thế này nè đội hình trong mơ nếu mà phiên tòa mà phiên tòa sơ thẩm đó bên phía của bà sáu đó bê nguyên đám đi bộ ha bê nguyên đám của nói ra đi bộ đừng có đi xe ô tô tới cổng tòa án được phân chia như sau ở giữa là con dê chúa kế đó là con dê con rồi tới cô tét à, <laughs> tới cái bà cô test cái bà mà gọi là không danh không phận đó đi đầu á, là con heo tay xanh bên trái là thằng đạo diễn đức cấp bên phải là thằng tử cung thằng bốn lù đó cả nhà bọc hậu là thằng nứng bình dương và hơi mặt khỉ diệt không nếu ok cho biết trước để lập à, để lập vàng chào đón nghe nha đó thì cô chú anh chị thấy không ạ nếu nếu mà phiên tòa sơ thẩm mà lần lần tới đây đó thì có nếu mà được á, thì nè mời xin mời thằng con heo tay xanh nè thằng nứng bình dương nè thằng Đức Cớp nè, từ thằng bốn Lù nè, từ Mai uh, nữa cô chú anh chị, thằng Khỉ nè, Khỉ á hai giống đó cô chú anh chị, đó và tụi bay á tới đi, và tụi bay quay cũng giống như tụi tao vậy đó cho nó vui chứ có gì đâu, mình cứ tới bình thường ai đâu làm gì nhau, thì gặp nhau thì bốn mắt nhìn nhau thôi <laughs> chứ có gì đâu mà phải sợ đúng không? À, tụi bay thì cũng có lý lẽ của tụi bay, thì bên tao thì tao quay đi, rồi tao quay những người yêu tao yêu thương đơn giản vậy thôi mà nó cũng nói cô chú anh chị, nó cho rằng tới đó là phản động, tới đó là công kích à, nó yêu cầu mẹ con nhà ghe phải lập dư bằng tất cả các anh em youtube hôm đó thì em nghĩ chắc cũng phải ba bốn chục người cả nhà ba bốn chục người youtube và có một số cô chú anh chị cộng đồng mạng yêu thương đến ủng hộ hồng loan à ủng hộ hồng loan rất là đông nha phía bên kia không có một bóng nữa dòng hồn cũng không có nữa cả nhà ăn ở sao dòng hồn cũng không có nữa toàn là người của hồng loan không <laughs> thì cô chú anh chị mình nghĩ đi ạ à. ừ mà một thông tin em chia sẻ cho cả nhà mình ạ. À. cả nhà mình có biết thông tin là bà nội chồng của hồng loan à có nghĩa là bà nội của anh hải đó là hồng loan gọi là bà nội chồng đã mất à một cái đám tang thật sự quá là tuyệt vời không chấp điếu à, hên quá hên hên là không chấp điếu chứ mà phải chấp điếu là con ve nó qua nó nằm lót đường nó nó kêu gọi cả nhà con <laughs> ve nó nằm lót đường nó kêu gọi cả nhà mình nhớ ngày xưa đám tang cũng có nghệ sĩ không đáng lẽ là con á là hồng loan nằm lóc đường trả hiếu cho cha đằng này nó là cháu à, nó là cháu nó có là cái gì được của nhà nó không là cái gì cả cũng dành giật cũng nằm lót đường các kiểu ha để làm gì của chú anh chị để rủ lòng thương để làm gì để quyên góp đám tang để quyên góp xe si mộ nó là như vậy thôi cô chú anh chị mẹ con nó lên kế hoạch trước rồi chứ đâu có phải là mới kế hoạch mới đây đâu nhưng mà ông trời ông có mắt à, ông trời ông có mắt kế hoạch của nó cũng bị đánh tay à, đánh, đánh, tan nát hết trơn rồi Của chú anh chị không có thấy được gì đâu cũng không có còn được gì đâu của thiên thì trả địa hết trơn rồi cả nhà ơi. Rồi ha một thông tin cuối cùng em muốn chia sẻ đến cuối cô chú anh chị mình đó là má tư má tư có chia sẻ một dòng trạng thái là thằng cái thằng mà lừa thầy phản bạn à, lừa thầy phản cha nó chứ chưa ăn cháo mạnh bà mà nó quên mất tiêu hết rồi bởi <laughs> vì má tư nói thứ hai cả nhà cái thằng mà gọi là đã từng gọi má nhưng mà nó u mê quên hồi lúc sáng chị bích Trâm có chia sẻ một cái trạng thái như thế này nè cả nhà những ý nghĩ si đồi đồ đạc của cha người ta mà cái con ô sinh đó con kim hô nữa cả nhà dọn sạch hết chắc nó nghĩ nó là vợ của bác năm nhưng xui mày ăn cướp được một thôi chứ con mớm nó còn giữ tới 10 mà tụi bay đâu có biết à, con ve yeah, luôn nghĩ nó là con của bác năm tại tại nó không có biết cha nó là ai <laughs> nên quơ đại lì nhất thế giới dành nhà với con mớm gần hai năm nay không chịu nhã chú anh chị thấy mà à, hồng loan và cũng như là phía bên mấy anh chị bên đây đó, đăng một cái tấm hình một cái tấm hình mà cô chú anh chị mình biết không đó trong đó là toàn là những cái quyển uh, sổ những cái tồn tích của cố nghệ sĩ cả nhà đây nè những thứ này nè đó thì uh, rất là may mắn trong đó là có một cái tờ giấy mà tờ giấy đó là mẹ con con da và cũng như con chim Hô, nó con ưu sinh nó không ngờ tới trong đó là một cái tờ giấy nó có giá trị đó là một cái báo vật mà cố nghệ sĩ để lại cho hồng loan một cái tờ giấy mà nó cho rằng đó là cái tờ giấy chủ đích một cái tờ giấy mà giấy lộn giấy thần kinh giấy tâm thần gì đó thì em không biết cô chú anh chị nó cứ nói như vậy thôi thì kệ nó nhưng đó đối với hồng loan đó là một tờ giấy trị giá hàng trăm tỷ đồng chứ không ít đâu cô chú anh chị nó sẽ giúp cho hồng loan à, giúp cho hồng loan làm ra ngô ra phai và cũng như là làm sáng tỏ cái vụ việc đòi nhà trỗi nhờ cũng như là cái vụ việc sao kê sắp tới mẹ con nhà dê đang rung thấy cả nhà mình thấy gì đó cười cười giỡn giỡn gì đó trên lên mạng hùng hùng hổ hổ gì đó chết trong lòng á rối như tơ giò thì bây giờ con heo đó, nó ra mặt rồi nó ra đã ra mặt và nó cũng nói là rằng đó, là tòa sẽ chia và con heo cũng đại diện chia à, hồng loan lấy căn nhà lấy hết còn con mẹ con nhà ve chỉ lấy cây cục điện trước cửa nhà <laughs> bữa sáng nó leo lên đọt ăn sáng ở trên đó tại vì ở dưới bà cô bà bánh ướt bà bán rồi nó chưa chưa bà bánh ướt về thì cho tuột xuống một chút rồi ừ, tối tối lên trên đọt nó ngủ <laughs> đó thì nó đơn giản là như vậy thôi cô chú anh chị chứ mẹ con nhà thì được cái gì được cái nịch chứ được cái gì đâu cô chú anh chị ha đó đó là một vài thông tin mà tối nay muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình là ông sạc răng nè ông đã khai khẩu là bị cố nghệ sĩ khai khẩu ra rồi ông đã khai báo rồi à, còn kim hô còn âu xin nó đã lấy hết những gì mà nó đem đi rồi cả nhà bây giờ có gì thì trả lại đi kim hô tranh thủ trả lời trả lời đi ha còn kịp ha nhiều khi hồng loan còn nể tình thì còn tha thứ còn nếu mà cứ cứ ngoan cố á, là sẽ bị chế tài của pháp luật và cũng như là cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và điều tra và coi như là cộng đồng mạng phong sát chỉ có chết chứ không có bao giờ sống nổi cả nhà à, cộng đồng mạng buông à, nắm lại ha bóp lại là chết à, buông ra thì sống thôi nhưng mà nếu mà không nghe lời à, ngoan á, không có ngoan á, thì coi như là tiêu ha là sống qua ngày chờ qua đời cũng như ông sạc răng thôi Chứ đừng có ngoan cố và một thông tin đó là cô chú anh chị mình ha là thông tin cuối cùng mình muốn nói với cả nhà mình chia sẻ với cả nhà mình đó là mẹ con nhà dê thương cậu lắm thương anh lắm nhưng mà bằng thờ của anh với cậu của mình để bên nhà Kim Hô <laughs> rồi xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và yêu thương ủng hộ xem hết cái video này ha chúc một cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ sức khỏe bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình xin chào